Bye mọi người nhé. Bây giờ cũng tối rồi cho nên không thấy đường đàn nữa. Bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Ngày mai Khánh sẽ diễn lúc 7 giờ tối tại công viên 23 tháng 9 nhé. Mời mọi người lại xem chơi cho vui, quẩy nhiệt tình lên nhé. Ngày mai 7 giờ vào lúc 7 giờ Khánh sẽ diễn tại 23 tháng 9 nhé. Công viên 23 tháng 9 ở Sài Gòn.